Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Nếu Phật giáo đồ không trì giới, tức là mạt pháp. Vạn Phật thành ngày 10 tháng 6 năm 1983. Câu đối liễn ngày hôm nay là Phật giáo đồ nhược bất trì giới, tức mạt pháp. Nghĩa là nếu tín đồ Phật giáo không trì giới thì tức là mạt pháp. Phật giáo đồ có nghĩa là tăng sĩ hay người xuất gia. Phật giảng pháp, tăng theo pháp tu hành rồi truyền cho người khác. Tăng nhất định phải trì giới, không trì giới thì đó là mạt pháp. Nên nói, nếu Phật giáo đồ không trì giới tức là mạt pháp. Thế mình tùy tiện nói láo, sát sinh, làm chuyện tà dâm, trộm cắp, uống rượu, tức là phạm vào năm giới căn bản, tức là mạt pháp. Dù Phật pháp trụ thế mà mình không trì giới, thì ngay chính bản thân mình đây đã tạo nên mạt pháp. Pháp nhờ vào tăng mà truyền đạt, song phải cần lấy giới làm gốc, giới là nền tảng để thành Phật. Nền tảng này cũng giống như cái móng khi xây nhà. Bây giờ mình xây móng để dựng nhà Phật pháp, thì chắc chắn phải lấy trì giới làm bước khởi đầu. Các vị phải đặc biệt chú ý, đừng nên sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói láo, uống rượu. Không phải là mình không muốn làm, mà vì bản tính mình không làm. Chẳng phải là do người ta ép buộc, mình mới không làm, mà vì trong thâm tâm mình luôn luôn thật thà, tự ý nghiêm trì năm giới căn bản. Làm người cần phải hiếu thảo với cha mẹ. Vạn Phật thành ngày 16 tháng 9 năm 1983. Con người và thú vật khác nhau ở điểm là con người có trí huệ, biết hiếu thảo, biết giữ tục lệ nề nếp, biết quý trọng lễ nghĩa. Không hiểu quy củ, không biết hiếu thảo với cha mẹ, không hết lòng trung thành với tổ quốc, không biết những điều kiện căn bản làm người, thì mình với ngựa, dê, châu bò có khác gì? Nên mình phải chú ý, nhất là học sinh trong thời đại này càng phải chú ý hơn nữa. Hiếu thảo với cha mẹ là biết vâng lời cha mẹ và làm cho cha mẹ được vui vẻ, tinh thần được an ổn, chứ không phải là nuôi dưỡng cha mẹ, cho cha mẹ áo quần đẹp để mặc, rồi cho là hết lòng hiếu thảo rồi. Không phải như vậy. Thế nào là trọn vẹn chữ hiếu? Đầu tiên mình phải biết nghe lời dạy dỗ của cha mẹ, không chống đối, không làm ngược lại lời cha mẹ, phải hết sức cung kính nghe theo lời cha mẹ dạy. Lúc đối đáp với cha mẹ thì phải hết sức hòa nhan duyệt sắc, nhỏ nhẹ, ngoan ngoãn. Cha mẹ sai bảo điều gì thì phải làm ngay, không được lười biếng hoặc tỏ thái độ không vui, không thích. Nếu mình có điều gì sai lầm bị cha mẹ dày la thì phải hết sức vui vẻ mà tiếp nhận, không được có thái độ cứng đầu, không chịu lãnh hội lời chỉ bảo. Trong thiên hạ, ai ai cũng muốn con cái trở nên người tốt, nên mới dạy dỗ một cách nghiêm khắc. Trong Tam Tự Kinh có câu, tử bất giáo phụ chi quá, giáo bất nghiêm sư chi đọa. Nghĩa là, không dạy dỗ con cái là lỗi của cha, dạy mà không nghiêm khắc là lỗi của thầy. Người xưa cũng dạy rằng, bổng hạ xuất hiếu tử, nghĩa là, dưới lằn roi vọt mới đào tạo được người con hiếu thảo. Đó là quan niệm thời xưa, hiện tại có nhiều chỗ không hợp thời, nhất là ở nước Mỹ này. Người Tây Phương chưa hề nghe qua, bởi vì ở Mỹ người ta nói giáo dục là phải thân ái, không được đánh đập con cái, phải để cho con cái tự do phát triển. Nói tóm lại, nếu quá nghiêm khắc thì cũng không tốt, mà quá phóng túng, tùy tiện thì cũng không tốt. Mình phải giữ trung dung thì mới hợp lý. Người Trung Hoa vốn chú trọng về đạo hiếu, ông Tăng Sâm, một đệ tử của Đức Khổng Tử, có nói rằng, phụ mẫu tại bất viễn du, du tất hữu phương. Nghĩa là, khi cha mẹ còn thì mình không nên đi xa, nếu đi thì phải có nơi có chỗ. Đại ý là cha mẹ còn sống thì con cái không nên tìm cách đi chỗ này chỗ nọ, nếu có chuyện gì cần thiết phải đi đến những nơi xa xôi thì phải cho cha mẹ biết địa chỉ chính xác thì cha mẹ khỏi lo nghĩ. Làm cho cha mẹ lo nghĩ là không hiếu thảo, cho nên tục ngữ có câu, nhi hành thiên lý mẫu đảm ưu, nghĩa là con đi ngàn dặm, ở nhà mẹ lo âu.
Đó là hình dung lòng mẹ rất quan tâm đến con cái vậy. Tự do quá mức sẽ đem lại đau khổ. Tại Trung Hoa vào thời Đại Liệt Quốc và hiện tại ở Tây Phương, con người không khác nhau gì mấy, do vì tình trạng luân lý và đạo đức suy đồi. Khi Khổng Tử soạn Thi Thư, Định Lễ Nhạc, thì Ngài có quy định mối quan hệ giữa vua tôi, cha con, vợ chồng, anh em, bạn bè. Bàn về năm mối quan hệ đó, Ngài dạy rằng vua tôi phải có nghĩa, cha con phải có thân, vợ chồng phải có biệt, anh em phải có bậc, bạn bè phải có tín. Ngài lại giảng về tám đức, hiếu, đễ, lễ, nghĩa, trung, tín, liêm, sỉ, và dùng tám đức này để duy trì quy củ trong xã hội. Chúng ta đừng nên cho rằng lối sống tự do phóng túng của Tây Phương là tốt, vì kỳ thật nó dẫn dụ con người làm những điều không hợp với đạo đức. Các vị thử nghĩ coi, hành vi của những người hippie làm cho thiên hạ đại loạn, nam nữ không còn biết giữ gìn nề nếp, tha hồ phóng túng. Khẩu hiệu của họ là hảo tắc tụ, bất hảo tắc tán, nghĩa là thích thì hợp, không thích thì tan. Tư tưởng như vậy khiến cho hôn nhân dễ bị sụp đổ, vì bị họ coi như đóng kịch mà thôi. Đa số những tuồng kịch đó kết thúc thật là bi đát, mà kẻ chịu thiệt thòi nhiều nhất chính là người con gái. Từ trước đến nay tôi không có ý phê bình, song ngày hôm nay có những người không giữ nề nếp xã hội, phá hoại thuần phong mỹ tục như vậy, cho nên tôi mới cảm khái nói vài lời bình luận. Phàm những ai đến đây tu hành thì không được học thói hippie phóng túng, tùy tiện, thích gì làm đó. Những hành vi như vậy thật là gieo họa cho quốc gia và tai ương cho dân chúng, nên tôi không thể làm thinh không nói ra. Những hành động như trên chính là những hành vi đưa đến cảnh vong quốc diệt chủng. Ha ha ha, 问什么的说。